chia sẻ về công việc mới, Trung tá Giang cho biết, tiếp nhận vị trí công tác mới với những khó khăn bộn bề, nhưng ngay từ những ngày đầu xuống xã, đồng chí Giang đã thực hiện nhiều công việc, trong đó thường xuyên xuống địa bàn dân cư để nắm tình hình an ninh trật tự, cùng với người có uy tín, cán bộ thôn, công an viên củng cố tình hình an ninh chính trị, tuyên truyền pháp luật, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Với một trưởng công an chính quy thì cũng phải đánh giá rằng với cái được đào tạo tốt. Khu vực cầu Thủ Đức báo về ngã tư RMK và ngã tư Bình Thái có tình hình giao thông đông chậm, cũng như là xa lộ Hà Nội đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về ngã ba Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Công tác viên Ngọc Hiếu khi di chuyển đến địa bàn quận Tân Bình cũng báo về giao lộ Cộng Hòa Trường Chinh hiện giờ giao thông di chuyển ổn định. Ở địa bàn quận Tân Phú, công tác viên Minh Trọng cho biết ngã ba Lê Trọng Tấn và bờ bao Tân Thắng có xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới cập nhật đến quý khán giả từ các thương mại và hòa giải. Thì chúng tôi cũng năm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều các cái hội thảo để làm sao giúp cho các cái cơ quan lập pháp, những người làm luật á, để hoàn